mình lại lần mua cái giá 1,5 triệu cho nó lấy chừng 1,3 triệu 2. Dạ. Nó rẻ hơn được mấy trăm nghìn. Tại vì mối của nó mua thường xuyên hơn mình. Mình lâu lâu lại mua cái thì nó bán cái giá cao mà. Còn ông ở dưới mua nó rẻ. Dạ. Rồi, con dứt tê 155 có đề anh em ơi, về ở Vĩnh Long anh em. Hôm nay ngày 19 tháng tháng 5 anh em. Tại do giá mấy mới nó có sẵn rồi chú. Dạ. Có số khung hết trơn rồi. Rồi rồi lại lại phủ như mà mập cái cho để cái rồi 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 chương mát chương mát không có đâm ti à test test đề lại rồi có bé cỏ bọn gì chứ chứ không cái này là nó tự sạc luôn anh đúng rồi với lại anh mua cái bình 50 đi 50 là có nghĩa là chú đề khỏi bé cỏ đủ lực á, còn nếu mà cái bình 12 mà loại ly xịt á là nó yếu nó chú phải bẻ còn một cái chú phải đu nó cái nó không có đủ điện mình. À đúng rồi đúng rồi rồi con làm anh em ơi thì bên em có bán hỗ trợ trợ góp cho anh em á, anh em nào có cần xài máy mua máy thì cứ liên hệ đến bên em. À, lãi suất thì 10 triệu tháng 100 ngàn anh em ơi. Rồi kết thúc anh em.